Một món ăn này không phải nhiều người biết đến các bạn nhưng mà nó lại rất tốt nhé. Các bạn biết rằng loại lá này là rất là giàu canxi, cao hơn cả sữa nhưng là ít người biết ăn nó. Mình cứ nghĩ là chỉ ăn trái ớt chứ không ăn lá ớt nhé. Nhưng nấu chung với gan lợn các bạn ạ, lại được món ăn đại bổ. Các bạn chuẩn bị cho mình một nắm lá ớt ạ. Đây ạ, mình đã ngắt cái phần lá ớt này rồi nhé. Để bây giờ mình sẽ đem đi để mình rửa sạch gì ạ. Mình rửa sạch cái phần lá ớt này nhé. Và gan heo, các bạn chuẩn bị cho mình gan heo ạ. Gan heo mình mua gan lúc sáng nhé, thì rất là tươi ngon các bạn nhé. Và các bạn sẽ ngâm cho mình trong nước muối và một thìa muối, một thìa bột mì các bạn nhé, sẽ làm cho gan của chúng ta sạch hơn và nó loại bỏ đi được độc tố ạ. Các bạn chuẩn bị ít hành thơm. Với món canh này thì các bạn chuẩn bị cho mình 100 đến 200 gram gan heo nhé, tùy theo nhé. Gừng các bạn cũng băm nhỏ ra cho mình. Gan heo các bạn sẽ thái ra cho mình và mình ngâm trong nước để loại bớt cái phần huyết của gan đi nhé. Gan khi thái xong các bạn sẽ ngâm cho nước cho mình một lúc, sau đó thì mình sẽ đem đi mình rửa lại cái phần gan nhé. Mình nói về lá ớt các bạn ạ, loại lá này rất giàu dinh dưỡng nhé. Nó có tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Có tác dụng thanh gan, mát, bổ mắt, khử ấm nhé, và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khác nữa ạ. Khi chúng ta ăn những trái ớt này hàng ngày nhưng ít ai biết rằng lá ớt lại ngon và rất giàu dinh dưỡng như vậy. Theo nghiên cứu thì trong lá ớt có rất là nhiều các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể ạ. Cứ 100g lá ớt thì có chứa khoảng 233mg canxi. Hàm lượng canxi này còn cao hơn cả sữa nhé, 118mg ạ. Ngoài ra các loại vitamin trong lá ớt được chứng minh là cao gấp 3 lần so với quả ớt các bạn ạ. Lá ớt thì nó có vị ngọt dịu và rất là mềm nhé, thơm mềm ạ. Với những món canh có vị tanh thì các bạn có thể cho một nắm lá ớt vào, nó sẽ giúp cho chúng ta khử được độ tanh rất là hiệu quả. Có thể chế biến như luộc, xào, nấu canh tùy theo các bạn nhé. Các món ăn từ loại rau này không chỉ ngon mà còn làm tăng cảm giác thèm ăn cho chúng ta, xua đi lạnh, ấm bụng các bạn, bổ ích khí và sáng mắt đẹp da, tăng cường vitamin cùng dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể ạ. Lá ớt khi nó rất là mềm nhé thì các bạn chỉ cần rửa sạch cho mình đi, cũng không cần phải vò hay gì cả, thì nó sẽ mất đi chất dinh dưỡng, chúng ta chỉ cần rửa sạch đi là được rồi nhé. Gan heo khi rửa sạch các bạn sẽ cho hành gừng vào để mình ướp nó lên nhé. Muối ạ, chút muối, chút hạt tiêu, một ít rượu nấu ăn để khử mùi tanh của gan nhé. Các bạn ướp cho mình khoảng 10 phút ạ. Các bạn cho mình chảo, mình cho dầu vào đây nhé. Lượng dầu ăn vừa phải ạ. Rồi mình sẽ cho phần gan vào. Mình
mình xào sơ qua cái phần gan cho nó săn lại, thì các bạn sẽ đổ cho mình nước vào của mình nấu dừa bát canh nhé. Khi gan xào đã săn lại, các bạn sẽ cho nước vào cho mình. Khi nồi gan sôi nhé, các bạn sẽ cho mình vào đây cái phần lá của rau và ớt vào nhé. Lá ớt thì rất nhanh chín thôi, chỉ cần sôi trở lại và gan chín là được ạ. Các bạn sẽ kiểm tra cho mình xem gia vị vừa chưa nhé. Hơi nhạt, mình sẽ cho vào đây thêm một ít muối ạ. Nhỏ nửa đi. Một ít nước mắm nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ tắt bếp cho mình và mời múc ra bát là có thể thưởng thức món canh gan heo với lá ớt này rồi. Rất là ngon các bạn ạ. Chúng ta có thể nấu những món ăn trong vườn này, chúng ta có những loại lá mà chúng ta cứ nghĩ là không ăn được, nhưng thực tế nó ăn lại rất là ngon nhé. Không cần nhiều lá ớt mà chỉ cần một nắm lá ớt là chúng ta đã có được bát canh kết hợp với gan heo nhé. Đây các bạn, khi bát canh của mình đã làm xong như vậy nhé. Và mình mời các bạn cùng thưởng thức món ăn với mình ạ. Lá ớt rất mềm ngon ạ, khi mình kết hợp lá ớt và gan thế này. Gan mềm ngon, không bị khô nhé, và không còn mùi tanh của gan heo ạ. Các bạn thích có thể làm món ăn này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Chúc các bạn ngon miệng ạ, mà có một sức khỏe tốt ạ.